Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Ở tập trước thì mình đã đánh bại được cái tên Sir Pumpkin và bây giờ mình đã sở hữu được một em chiến mã từng là đồng đội của tên Sir Pumpkin luôn ha. Em có tên là Philstead. Xíu nữa mình sẽ cởi em để đi khám phá, biết đâu nhờ có em này mà nhân phẩm mình búp lên thì sao. À mà trong khu vực ở ngoài sân nhà mình á, các bạn có thấy gì lạ lạ không? Có rất là nhiều golem luôn. Và mình cảm thấy á, hầu hết các golem đều có lượng máu ở mức là tầm 100 mấy đổ lại, cao nhất là anh golem hắc diệm thạch nè. Thế nên là ok, hôm nay là mình sẽ chơi lớn các bạn ơi. Mình sẽ thử làm một loại golem ta nói nó xịn nhất hiện tại luôn ha. Mà trong khả năng của mình thôi nha. Đó chính là golem bằng kim cương. Và mình sẽ tận dụng nguyên một đội quân golem kim cương để chúng ta đi thanh tẩy quái vật băng cực kỳ mạnh mà lần trước mình không đánh lại ha. Trước khi đi thì các bạn đợi mình xíu. Các bạn có thấy gì lạ lạ không? Cái chỗ này bây giờ nó trống trải hết trơn rồi. Bởi vì mình đã bắt đầu dời đồ xuống dưới rồi các bạn ơi. Bây giờ thì nó ở chính của mình sẽ là ở dưới lòng đất cho nó an toàn á. Và mình cũng đã sửa soạn lại rồi. Đưa teaser với cả là Daraku xuống dưới này rồi ha. Đây là chỗ ngủ của hai bạn ấy nè. Tương đối là rộng rãi. Còn mình thì ở chỗ nhỏ nhỏ thôi. Đấy, xương xương bé bé xinh xinh gì được rồi các bạn. Hiện tại thì mình có 22 kim cương thôi. Nó khá là ít luôn. Nên là mình quyết định mình sẽ đi đào tầm vài stack kim cương để chúng ta có thể kiểu như là làm ra thật là nhiều golem rồi sau đó đi đánh nhau với cả là boss ha. Không biết có thực hiện được không á trời. Hy vọng là được. Rồi, mà trước khi đi thì các bạn đợi mình tí. Mình sẽ lấy đồ này, là những cái miếng da này. Tại vì bữa nay là hình như là mình đủ để chế tạo full set giáp bằng Dark Metal rồi đó các bạn ơi. Hồi nãy là mình nấu ở đây là 6 Dark Metal đúng không? Ừ, đủ rồi đó, đủ rồi đó. Rồi, chế tạo luôn ha. Dark Metal Armor Plate nè. Sau đó thì chạy xuống dưới này để mình đi lấy một cái ủng kim cương. Coi coi. Đây, có luôn nè. Có sẵn khỏi chế tạo các bạn. Rồi, và kết hợp với Foil Netherite nữa thôi. Mình còn dư. Đặt thêm cái bàn rèn xuống là chúng ta đã có thể chế tạo ủng Netherite và nâng cấp thành ủng Dark Metal. Và bây giờ mình đã chính thức kiểu như sở hữu được cái hiệu ứng, đó chính là Rampage. Hình như cái hiệu ứng cuồng loạn này khi mà mình thấp máu các bạn là mình sẽ được tăng đáng kể sát thương đó nha. Rất là hữu ích luôn. Rồi rồi, và chắc chắn mình sẽ enchant cho nó trở nên mạnh nhất có thể luôn ha. Đây, cho nó full bảo vệ luôn. Giảm một ít sát thương khi rơi nè. Và chậm hỏng. Sẽ bước dưới nước luôn không? Ok, và thêm gai nữa ha. Đấy, còn cái ủng dư này thì mình sẽ đem xuống phía dưới để mình trưng bày lên ha. Set giáp này đồng hành cùng mình trong khoảng thời gian khó khăn nhất nên là mình sẽ không có bỏ đâu. Rồi, mọi thứ đều đã xong xuôi. Hy vọng là mình sẽ sớm mang về thật là nhiều kim cương và thanh tẩy nốt ác quỷ còn lại và hoàn thành luôn cái nhiệm vụ mà Tiso giao cho mình từ bữa tới giờ ha. Ok, đi thôi các bạn. Mình sẽ chơi lớn lắm ta. Ừ, đúng rồi. Ở dưới nhà mình có một cái thành phố cổ xưa mà mình chưa có khám phá các bạn ơi. Ừ ha. Bữa nay mình xuống dưới mình khám phá luôn. Hợp lý thôi. Nhưng mà trước đó thì để mình đi ngủ cái đã các bạn. Tại vì giờ trời mưa. Và thường thì trời mưa sẽ có điềm các bạn. Nên là tốt nhất là mình nên ngủ cho trời sáng nè. Kèm theo đó là tạnh mưa. Và chúng ta đi xuống dưới thành phố sẽ... Mình nghĩ là chắc sẽ may mắn hơn á. Ok, đi thôi. Không biết là chiến này xuống dưới mình có quýnh lại mấy cái con qua đệnh không nữa. Tại chiến trước mình đã bị một con qua đệnh nó chửi một cái văng đâu cỡ 8 mét á. Và cái kết các bạn cũng biết rồi đó. Ngẫm cứ tỏi chứ sao mà sống nổi. Rồi, chiến này thì mình cũng có cây gậy nên là chắc nó là vũ khí tấn công tầm xa khá ổn để mình có thể khịa cái con qua đệnh đó nha. Ok. Hồi nãy mình mới bị văng game các bạn ơi. Hình như ở trong cái bát sành này nó nhiều quái quá nên là máy mình chịu không nổi các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ tạm thời tắt shader và chúng ta sẽ đi vô ha. Ê. Con. Ê, kim cương luôn. What the heck. Ui, bắt buộc rồi các bạn ơi. Mình bắt buộc phải tạo ra tiếng động rồi. Tại vì đào kim cương mà không phát ra tiếng sao mà được. Trên kia còn nữa. Mục tiêu chính của mình vẫn là đào kim cương các bạn. Nên là kệ, chịu khó tạo ra một ít tiếng động đi ha. Ok.
và chuẩn bị có qua đoạn xuất hiện đó. Ủa, xuất hiện chưa? Hả? Hình như mới 2 lần rồi các bạn ơi. Ngon. Mình vẫn có thể đi tiếp được. Nhích nhích từ từ thôi. Ừ, không biết đồ trong cái bách sạn này có dạo có không? Mình phải cà rình cà mò trong này một lúc mới được á nha. Ui, nhưng mà mấy cái rương ở trong bách sạn lạ lắm các bạn ơi, nó màu trắng. Nè ní. Ôi thôi xong rồi. Hình như phát ra âm thanh 3 lần rồi các bạn ơi. Có con nó mới xuất hiện luôn hay gì rồi. Ừ thiệt. 500 máu. Ê, mình sẽ thử solo với qua đành ha. Đầu video chơi lớn luôn các bạn. Các bạn có tin tưởng mình không? À, mà bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Lockroot và Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì Lộc phải tranh thủ bụp nó mới được. Dẫn chơi nào sợ quá đánh. Let's go. Vô. 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 Búp 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 máu lên, búp máu lên. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, nó chửi mình. Ồ, ngon, ngon các bạn ơi. Bữa nay mình solo với qua đành được. Ôi da. Ây da. Ủa, mình bốc máu không kịp. Ừ. Mình phải liên tục dùng Best Iron Golem để mình bốc máu lên nha. Không thôi là toàn đấy. Đây rồi, đây rồi. Let's go. Ồ ồ. Đánh qua đoạn nhưng mà lại triệu hồi ra Midnight Lurker. Quay 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 quay. Ok, kệ nó. Ê, mình solo được với qua đoạn các bạn ơi. Tính ra giờ mình khỏe rồi. Đỡ sợ qua đành không? Rồi, giờ mình sẽ tiếp tục đào kim cương nha. Nãy giờ mình đào được mới có 4 viên kim cương rồi các bạn à. Khá là ít luôn á. Mục tiêu đề ra của mình là tới vài stack lận. Nên là mình phải chắc chiêu từng chỗ kim cương mới được ha. Rồi. Ui, chỗ này được có 1 viên à. Bèo vậy. Hả? Có con Yeti ở đây nữa. Yêu. Hên là mình có bét mèo các bạn. Giờ mình mà cất bét mèo vô là tối thui, nhìn thấy ghê lắm á. Ây ây. Ui da. Hello. Nó không biết mình. Thử qua đây đi. Bên kia gần mấy con qua đành quá. Rừng này à, không có kim cương các bạn ơi. Cái gì ơi. Ông kẻ, ông kẻ. Chứ không phải ông già Noel đâu các bạn. Này thì ông kẻ. Trời ơi, làm mình giật hết cả mình á. Đúng, đứng tìm luôn á. Ôi. Ôi, mình tính bật shader lên cho nó sợ sợ xíu. Ôi, nhưng mà hình như bị lắc rồi các bạn ơi. Thôi, trở lại với bình thường đi. Mình sẽ lên trên kia để đào kim cương tiếp nha. Ui, mặc dù chỗ này nó nguy hiểm thiệt, nhưng mà được cái nó có nhiều kim cương xung quanh các bạn à. Các bạn có thấy vậy không? Nó tới, nó tới, nó tới. Hình như con này không biết trèo. Nó không biết trèo. Liêu liêu. Nó trèo được hả? Ok ok, mình sẽ đứng ở trên mình nã xuống. Ừ. Trời, cái lưng nó thấy ghê kìa các bạn. Hên quá mình đứng ở cao với lại có mấy cái cục thạch nhổ. Nó không có đụng vô người mình được. Nhưng thôi là cũng tới công chuyện mình rồi. Ok. An toàn, an toàn. Đào kim cương tiếp thôi. Chỗ này thì cũng không có được bao nhiêu kim cương hết. Ice. Thử lên cái tháp này coi. Chỗ này cao sẵn tại mình nghĩ xung quanh. Phát hiện thêm mấy chỗ kim cương khác các bạn. Trên này nó cũng có cái rương nữa nè. Ổn đấy. Và ui, nó có cái sách lạ gì. Ván trượt trở về. Hả? Ui, lần đầu mình thấy cái giọng đó nha. Ui, còn có spawner con gì nữa vậy. Yêu yêu. Ê ê ê. Spawner zombie. Cái gì đây. Steve the Weller. Steve phiên bản miệng bự các bạn ơi. Ủa đâu rồi. What. Thấy chưa. Kinh vậy. Bên kia còn kim cương. Ngon. Qua đào lẹ liền. 8 viên rồi. Ui da, rỉ rỉ lần. Ê ê ê. No 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 no.
Rỉ rỉa từ từ cũng được các bạn. Không sao, cứ sơ qua mấy chỗ này coi. Ở đây thì nó khá là ít khi mà nó cho mình kim cương ha. Nó cho đồ thì có. Ui, có cái mầm cây cổ xưa gì nè. Một cái quần sửa chữa. Bên kia lại có thêm một kẻ sát nhân nữa. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Xác định kẻ sát nhân với Warden rồi. Ui trời trời trời, kẻ sát nhân và Warden, ai sẽ thắng? Chuỗi cai ngục này 1000 máu lần các bạn ơi. Nó đấm kìa, nó đấm kìa. Các bạn bắt ai? Mình là bắt con Warden này nha. Ôi ui có đục cơ. Đánh thằng ơi. Yêu. Kẻ sát nhân nhiều máu vậy mà nó đục cũng ngủm luôn mà. Không ổn rồi, mình phải chạy trước khi mà nó chuyển sang nó dí mình các bạn. Mình không hớt được bao con trai. À nó dí mình rồi. Ê con bình thường 500 máu còn chơi được, con này 1000 máu nha. Dạ ai à. Có kim cương không? Không có. Ui ui. Có vẻ là mình chạy nhanh hơn cái con qua đền các bạn ơi. À đây đây đây. Có cả kim cương nữa các bạn ơi. Cái này là giống như speedrun ở trong cái thành phố cổ xưa gì đó các bạn. Có kim cương đây không? Chủ yếu là kim cương thôi. Hả? 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 Ê, con gì nữa vậy? Eno. Chạy qua đây. Ok. Rút cái rừng cái. Hồi phục. Ow. Ow. Nó dịch chuyển qua đây. Ê, con kia dí mình. Ai ai à. Không được rồi, mình phải 1-2 rồi các bạn ơi. Ui da. Trời ơi. Yêu. Ê, cái con này mè GR gì kia nó biến mất rồi. Ôi thêm cái con khác xuất hiện nữa. Ui da, đánh với nó một hồi là hư giáp hết các bạn ơi. Thôi. Tốt nhất là mình nên chọn cách chạy trốn đi các bạn, để bảo toàn cái lượng giáp. Chuyến đi này mình sẽ đi rất là dài đó, nên là mình cần một bộ giáp đủ độ bền. Ui vòng vòng đây hết kim cương. Ê, con bon cây. Oh no. Hết rồi, xung quanh đây hết kim cương rồi các bạn ơi. Ê, còn. Ở đây nữa. Yes. 19 rồi. Ow. Ôi đi. Ây. Bài đặt hả? Trời, quá đánh. Yêu. Gì đây? Ê. Ôi. No. Không ổn rồi các bạn ơi. Thiệt luôn, cái con Mickey này nó báo ác thiệt chứ. Ok. Mình nhận ổn. Sợ quá. Yeah. Rồi vụ qua đành qua đây thành công rồi. Mình sẽ trở lại đằng kia để chúng ta tiếp tục đào kim cương ha. Ui may quá, bữa nay bet Iron Golem đã cứu mạng mình không biết bao nhiêu lần á các bạn ơi. Đi sợ luôn ấy. Đây là bet xứng đáng nhất từ đầu tới giờ á. Ok. Đào kim cương. Wow, nhiều nha. Dạ. Khúc này hết chưa? Có vẻ là hết kim cương rồi đó các bạn. Ui da. Cái chuẩn có kìa, liên hoàn luôn á. Úi còn. Bên đây còn. Yes. Tuyệt vời. 39 viên rồi. Quá đã. Khúc này còn không? Khúc này có vẻ hết rồi các bạn ơi. Vậy là mình đã đi được một vòng ở cái khu vực này rồi. Ê, có cái con gì? Ê, skin stone cơ. Nữa cái con báo đời báo đốm này nữa. Mình sẽ không mất thời gian với nó đâu. Vậy thôi các bạn. Một ngày mà mình phải làm liều rất là dữ luôn. Chỉ vì đi săn kim cương ở trong thành phố cổ đại các bạn. Hay. Thôi, mình nghĩ là mình đã săn đủ rồi đó các bạn à. Chắc là mình vô trung tâm mình khám phá một tí. Rồi sau đó chúng ta chạy thôi.
chạy. Trung tâm, mình cần tới chỗ trung tâm. Ở đây đúng không? Yes. Vô trong. Tôi cần một cái đường vô. Ở đâu vậy? Ở đây hả? Ây da, bị dướng trên đầu. Đúng rồi. Vô bên trong luôn. Đào vô. Trong này có gì khác biệt không? À. Ui, trong này nó nhốt con SCP gì các bạn ơi. Nè. Ê, con này 1000 máu. SCP 4975. Nè đi. Ừ, mày phải đỡ khiên liên tục. Nó sẽ không đánh được mình đâu các bạn. Cái khiên mình bền lắm. Mình sẽ vừa đánh và vừa đỡ khiên giống như vậy. Vô phương mà tấn công ta luôn nha. Dạ. Uầy, nếu mà mình không sở hữu khiên xịn và vũ khí xịn thì chắc khó lòng mà hạ được con SCP này các bạn. Mình thấy nó đánh khiên mình liên tục luôn á. Ok. Và đây rồi, mình sắp săn được cái con SCP này rồi. Trông nó khá là ghê luôn. Nó cực kỳ cao và to các bạn ạ. Nhưng mà nó hơi ốm á. Ờ, con này ốm nhất nè. Ok. Uầy, không ngờ ở trong Bastion. Ủa lộn, thành phố cổ xưa mà lại nuôi. À không, nhốt chứ. Mà lại bắt nhốt con SCP thấy ghê vậy. Eo no. Không có gì hết. Ok, vậy thôi chuẩn luôn các bạn ơi. Ở đây làm gì nữa? Quá là ghê rồi. Nhưng mà mình vẫn tò mò phía trên này có dấu gì không á. Có vẻ là vẫn như Bastion ở Minecraft thường ha. Là ở trên này không có dấu gì hết trơn. Ok. Thôi, chắc mình đi thôi các bạn. Cái gì đây? Ui da, con dơi lạ vậy. Trời. Mình dòm nó thôi mà nó cũng bày đặt cắn mình đi chứ. Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm một cái hang mới có triển vọng hơn các bạn. Nãy giờ mình đi khá nhiều hang nhưng mà nó không có kim cương gì trơn. Ê. Thôi, quay xe. Lộc quay xe. Ủa sao đi tới đi lui lại đi trở lại cái thành phố cổ đại này vậy? No. Nhưng mà bọn này không cản bước mình đào kim cương đâu các bạn ơi. Ủa cái gì đó? Ủa sao cái mạng thương này xuất hiện rồi? Hả? Mình quá, con Man the Fox nó không xuất hiện các bạn. Con đó nó hù một phát là thôi. Cực kỳ hay, kinh dị luôn. Đào kim cương nào. Bất chấp các bạn. Lọc tha hóa rồi, lọc gì kim cương mà bất chấp luôn rồi. Ui, hên quá nó trưởng hột. Ok, 44 viên rồi các bạn ơi. Mình gần được một sách. Ê, đỡ. Mình không á. Ê, hên quá. Mình không bị dính cái đòn sóng âm của. Ê, ao. Ui da, có dính nha. Ui da. Ui, Bad Iron Golem sắp cứu mình hết nổi rồi các bạn ơi. Ây. Ui, hên quá, nó chuẩn hụt. Quay xe. Quay xe thôi Ripper. Ê, Nữa rồi. Đâu? Gì đây? Ôi, sao con xương kia xịn sò vậy? À, nó dám xịn hơn mình nữa. Ôi, sao nó chạy rồi? Nó biết mình chuẩn bị bụp nó hay sao? Nó chạy rồi các bạn. Chữ nó nè. Ui, trời, nó bắn cung lửa. Ây da, con này ảo thật đấy. Ui da, mình sẽ bắn nó. Đúng rồi, để tấn công nó đi, để biến ngon. Bụp nó. Để biến ngon của mình sung ác các bạn ơi. Này. Ây. Ồ, con này người sẽ không cản được Lộc Gây Minh đâu. Đừng có giỡn. Ok, mình đã lấy được kim cương rồi. Đúng rồi, mình sẽ cho con xương kia xử nó. Ý, nó xử con xương rồi.
Ủa đây là gì đấy? Nó là mấy cái E-Rare Stone Shack các bạn ơi. Hiện tại thì cái đó thì mình không cần lắm. Nhưng mà chỗ này thì... Ồ, vẫn còn được, may quá. Sắp rồi. Yes, mình đã đạt được cột mốc một stack kim cương đầu tiên rồi các bạn. Cái hàng này còn rộng lắm, tiềm năng có thêm. Kìa kìa, mới nói luôn, kiếm thêm tầm một stack kim cương nữa là đẹp nè. Để coi có được hay không đây. Hai viên. Bên kia vẫn còn. Ui, đây nữa. Bội thú rồi. Phải vậy chứ. Ê, nhưng mà chỗ nào có kim cương là chỗ đó có quái vật hay sao các bạn ơi, nó tới nữa rồi. Mấy con bao đời bao đốm nó tới nữa rồi. No, làm ơn đây. Trời ơi, kể cả dân làng miệng bự nữa. Yêu. Ây da, hết block. Lấy thêm block đá các bạn ơi. Kệ nó. Giờ mình lo mình đào kim cương thôi. Ê, chặn lại liền. Muốn qua mà đâu có được. Ê, để mình chọn nó các bạn. Chọn Việt Nam. Bữa nay mình còn chọn mấy con quái vật nữa. Tới công chuyện thì chứ. Rồi. Ui, chỗ này thì không nhiều kim cương lắm. Úi, đây nữa. Mấy viên. Ồ, khá hơn nãy, được 2 viên. Đừng cùng chứ. Ê, nó chưa cùng nha, hình như nó dẫn tới cái hang mới nữa các bạn ơi. Không, nó cùng rồi. What? Đừng cùng mà còn cho thêm 2 viên kim cương. Đã vậy. Rồi, cái đây còn có khu mỏ luôn. Ngon. Vô khu mỏ là dễ gặp kim cương lắm các bạn ơi. Nhất là mấy khu mỏ rộng như vậy ha. Nhưng mà nó cũng nguy hiểm lắm. Đằng kia có ma đào mỏ. Rồi con mồm đi chơi xa nữa là con nào vậy? À. Trời ơi, cái con mồm đi chơi hơi xa này. Mình sẽ lấy cây, mình bắn vô cái mồm đó. Mồm đi chơi hơi xa hả? Cho nó đi bụi luôn. What the heck. Ồ, kim cương. Đấy, mình nói y gan mà. Vô đây dễ gặp kim cương lắm các bạn. Chịu khó để ý thôi, là bội thu liền. Đấy, được 2 viên. Ôi, mình gặp lại con nai me. Ồ, con nai me này lạ lắm các bạn ơi. Ừ, nè. Con nai me này 1000 máu và nó có màu đỏ. Kinh thiệt á. Nữa chứ thêm con này nữa. Nó cứ tạo ra màn xương, không cho mình thấy đường đào kim cương hay sao á. Cay nha. Có xe mở cho rương nè. À, ơi cái gì? Ồ, sao nhiều ngọc lục bảo vậy? What? Ui, ngọc lục bảo thiệt luôn nha. Hả? Ôi, nó nhiều một cách lạ thường luôn á. Wow. Ngon. Nữa. Ui, nhưng mà đây là con khác nữa hả? Ê. Assimilator. Ê. Ok, mình sẽ chơi khô máu với nó luôn. Ui, con này nó 3 đầu lận các bạn à. Nè đi. Bụp nó. Coi kìa, móng vuông nó kìa. Ok, nó dính gốc lắc rồi. Mình lại xài chích lỏ hả nó. Này thì hù mình. Trả giá đi. Thôi kệ các bạn, cổ ích lòng vòng đi. Mình kiếm được 14 viên kim cương. Kèm theo đó là một stack đúng không? Là tổng cộng là cỡ đâu đó 78 viên. Ok. Và trong rương nhà mình thì cũng còn cỡ 20 mấy viên nữa. Ây à, mình tính ra cũng giàu phết đấy chứ. Được ấy. Rồi. Và với số lượng kim cương như vậy, mình sẽ làm được tổng cộng là bao nhiêu khối kim cương đây? Ồ, 11 khối. Trời ơi, ráng xíu là 12 khối thì ngon rồi. 12 khối là mình làm được tới tận là 3 anh golem. Giờ mình mới làm được có 2 anh golem gửi rồi các bạn. Thôi được. Tại là mình sắp đủ nên là thôi, mình sẽ gán đi thêm chập nữa ha. Đủ KPI rồi đi về. Để mấy khối ta? Một khối à, tức là mình cần tìm thêm cỡ 8 viên. Mấy đây? 2 viên. Ồ. Gì đây? Snowy Enderman, wow. Enderman nhìn quý sợ tộc vậy. Enderman nhưng mà rất là quý tộc các bạn à.
Đây. Xịn sỏi ta. Tiếp tục, tiếp tục. À, được có một viên à. Đây nữa. Nhiều hơn. Ui, 9 viên rồi. Yes. Đủ KPI rồi các bạn ơi. Tầm này là phải chế tạo liền mấy anh golem mới được đó nha. Đâu rồi, đây, làm thiên khói kim cương và tổng cộng là đổ để chúng ta truy hồi 3 anh golem bằng kim cương. Khoan, từ từ, mình sẽ đi xuống dưới để lấy cái khối triệu hồi chứ. Quên, không có là mình không có triệu hồi được đâu nha. Rồi, lên trên và tiến hành triệu hồi thôi các bạn. À, và các bạn dự đoán xem golem bằng kim cương á sẽ sở hữu lượng máu là bao nhiêu nha. Mình thì mình cũng đã từng triệu hồi golem bằng kim cương ở một số cuộc hành trình nhưng mà mình không nhớ rõ lắm, đâu đó cỡ 200 máu các bạn. Còn các bạn thì sao? Hãy cho mình biết cái dự đoán của các bạn ở dưới phần bình luận nha. Còn mình thì lập tức triệu hồi để cho chúng ta cùng nhau biết kết quả nào. Và những anh golem kim cương này sở hữu 200 máu. Ở không, 220 máu các bạn ơi. Chỉ là gần gấp đôi so với những anh golem bằng hắc diệm thạch luôn. Wow. Quá đã các bạn ạ. Còn chần chờ gì nữa? Hốt mấy ảnh thôi các bạn. Mình sẽ sở hữu những cái K-Trap. Đây là một thứ rất là quan trọng, vì chỉ có nó mới có thể giữ được những anh golem này thôi các bạn. Đấy, vậy là có thể mang mấy anh golem này đi du lịch chung với mình rồi. Ấy, quay quay quay. What's up? Ok ok ok. Rồi, cuối cùng thì mấy ảnh cũng chịu vô những cái thùng để cho mình có thể dẫn đi du lịch rồi ha. Mình sẽ mang theo ba này. Và khi nào mà mình muốn thanh tẩy quái vật băng á các bạn, là mình sẽ lập tức triệu hồi ba này ra để hỗ trợ mình ha. Chứ một mình là làm không xuể cái con boss được đâu. Nó mạnh lắm. Rồi, và đã có những anh golem rồi thì mình sẽ lập tức lên đường luôn ha. Trời cũng sắp tối nè. Đụng lốp ở nhà. Tranh thủ các bạn ơi, mình sẽ đi tới vùng băng. Hôm bữa mình áp ca ở cái vùng này nè, cũng có gặp sao mới đi mà gặp Herobrine là có điểm nha. Hôm bữa mình áp ca đây cũng gặp quái vật băng á các bạn. Nhưng mà có vẻ là khá là hiếm luôn. Chắc là mình sẽ đi tới. Ê, chưa chưa. Tí nữa thì quên. Mình nói là mình dẫn cái em ngựa xương mà ta. Dù sao thì đi hai mình nó cũng sẽ ok la hơn là đi một mình chứ. Rồi, ngựa xương thông cảm nha. Nay anh phải dẫn ngựa xương mới đi rồi. Đã lâu mình cũng chưa cưỡi ngựa xương các bạn. Tự nhiên thấy có lỗi với em ngựa xương cũ ghê. Anh em con cần nhớ sao. 4 to 6 days later. What? Cái gì đây? Mới kiểm tra xong không có, bây giờ đã xuất hiện rồi. Đây 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 đây. Xuất hiện rồi các bạn ơi. Ui ai ai ai. Nhưng mà để đảm bảo an toàn cho em ngựa xương thì mình nên thu hồi em lại. Sau đó mình sẽ tiến hành triệu hồi những anh golem ra ha, để hỗ trợ mình. Ok. Một anh. Hai anh. Ba anh. Vô thôi các bạn ơi. Let's go. Hợp sức lại mấy anh, đúng rồi. Ê. Ui da, ai ai ai. Ui, nó tức giận lên rồi các bạn ơi. Ui, nó đóng băng cả mình và mấy anh golem rồi. Ui không được, không được. Mình mà đánh bằng cái vũ khí này thì mình cũng sẽ đánh mấy anh golem mất. Khoan khoan khoan, mình phải đổi vũ khí. Ui no. Ok, boss đi yếu rồi, boss đi yếu rồi. Bây giờ mình cần phải lấy đồ thanh tẩy ra. Thử nào. Cố lên. Ây da. Vẫn không được các bạn ơi. Ui không. Ôi không. Ơ à. Hình như mấy anh golem của mình. Ủa. Ui mấy anh vẫn còn sống các bạn ơi. Nice. Ê, nhưng mà mình đang bị cái con Midnight Lurker này nó dí quá. Yêu. Trời đất. Hiệu ứng mà cái con boss kia nó gây ra cho mình quá nhiều luôn. Ủa. Ủa. Ủa nhưng mà quái vật băng đã bị golem hạ gục rồi. Ice. Con Midnight Lurker này đi vô khác coi. Ok, nó biến mất rồi. Ờ, mình thất bại rồi các bạn ơi. Mình không thanh tẩy được. Ơ, sao kỳ vậy ta? Lạ thiệt luôn á. Và trận chiến vừa rồi thì chúng ta đã
hy sinh hết một anh golem kim cương rồi. Ai, thật đáng tiếc luôn á. Oh no. Thôi, ít ra thì vẫn còn một vài anh dẫn về ha. Đỡ hơn là mất hết mấy anh golem này luôn. Rồi, tạm thời thì mình sẽ cho mấy ảnh vô trong cái thùng lại. Để mình mang về rồi mình còn chữa thương lại cho mấy ảnh nữa. Mấy ảnh quá trời trọng thương rồi. Tại vì quái vật băng á các bạn, rất là mạnh luôn. Mình búp máu liên tục như vậy nè mới sống nổi á. Không là mất, mình cũng hẹo giống như anh golem kim cương kia rồi đó. Ít ra thì trước khi bị hạ gục, con boss á nó cũng rơi ra cho mình một ít cái món đồ các bạn. Và bây giờ mình có thể tận dụng mấy món đồ đó để chúng ta chế tạo vũ khí, rồi comeback và tiêu diệt lại con boss đó. À không, thanh tẩy nó chứ. Mình sẽ xuống dưới này để chúng ta bắt đầu chế tạo ha. À mà trước đó thì để mình làm ra cái khói đỏ đỏ cái đã. Đây là một thứ rất là cần thiết luôn. Ok. À sau đó thì bấm công thức thôi các bạn. Đây, vũ khí mà mình muốn chế tạo nó có tên là Glacial Glass. Cái này nó có 24 sức tấn công các bạn. Và nó còn có kỹ năng đặc biệt nữa cơ. Mình sẽ chế tạo thử nó ha. Ok. Bịt, coi nào. Mèn. Đét. Ừ. Cái này, đó là cái chày chà bá lửa các bạn. Nó to và dài cực kỳ luôn á. Này. What? Trời ơi. Mình cầm cái này đúng kiểu là to tổ bố luôn. Ok, mình sẽ thử dùng nó để đi kiếm quái vật mình khịa thử coi. Và sẵn test kỹ năng luôn á. Coi như thế nào. Có con nào gần đây không? À không có rồi các bạn. Ê có. À, có con cù. Lỡ đấy. Mình cho nó ăn cái chuyện này mới vừa. Ui giời, nó sợ các bạn ơi. Nó thấy mình xách cái chuyện này cái nó sợ nó biến mất rồi. Con dơ bay này liều nè. Ê. Trời. Một chuyện là đi luôn hả? Mặc full giáp vàng nha. Kỹ năng đặc biệt coi. Ủa gì đó? Ui. Hình như cái kỹ năng này nó sẽ gây ra hiệu ứng đóng băng giống như mà cái con quái vật băng kia nó gây lên mình gì đó các bạn. Phải không ta? À, mình chưa rõ nữa. Nhưng mà có vẻ là kỹ năng của cái chùy này á cũng rất là mạnh nha. To như vậy không mạnh mới lạ. Xem coi nó có thể enchant được không. Eo. Nó không enchant được nha các bạn. Và điều quan trọng hơn đó chính là mình sẽ chữa thương lại cho hai cái anh golem đã rất là dũng mãnh trong ngày hôm nay á. Ê, đây. Đó. Hai này đang bị trọng thương. Và mình đang có cỡ bao nhiêu viên kim cương ta? Đâu đó 13 viên các bạn. Ờ, mình sẽ chữa lại cho mấy ảnh á. Mình nghĩ là không có chữa full đồ, full máu của mấy ảnh được đâu. Chỉ được tương đối thôi. Ê, đủ không? Ê, vừa đủ các bạn ơi. Ờ, hên vậy. Để có gì trận chiến sau mình sẽ tiếp tục nhờ hai anh golem kim cương đó ha. Phải công nhận là golem bằng kim cương mạnh thiệt các bạn. Chỉ với ba anh golem kim cương thôi mà đánh cái con quái vật băng kia ha, thở oxy luôn á các bạn à. Một mình không biết khi nào mới hạ được cái con quái vật băng đó nữa. Rồi và chắc chắn rồi, trong thời gian sắp tới mình phải tìm cách để thanh tẩy nó mới được các bạn ơi. Chứ nhiệm vụ của mình hiện tại vẫn chưa hoàn thành đâu. Đúng không? Mình nói chuyện với Tiso thử coi. À, nhiệm vụ. À, trời ơi, Tiso nói cái gì mà nguyên một đoạn dài ngoằng vậy? Từ từ. À, đại ý của Tiso nói là kiểu như cái con quái vật kia nó đã biến mất á các bạn. Và Tiso có một chút thông tin về cái sinh vật đó. Nó đến từ cái chỗ được gọi là Resting Ground. Đồng thời Tiso cũng chỉ mình một số thông tin để chúng ta có thể đi tới cái vùng đất đó ha. Quầy, kiểu như có nguyên một cái vương quốc toàn là quái vật thứ dữ không á. Ồ mà chuối, nghĩ tới thôi là mình thấy hành trình sắp tới có vẻ căng thẳng rồi các bạn ơi. Ê mà không biết ông bển có Herobrine cũng như là mấy con Man from the Fort không các bạn. Lỡ mà có đấy là mệt mỏi nha. Rồi và nói chung thì hôm nay mình cũng đã cơ bản là thành công vì chúng ta đã chế tạo được một vũ khí mới, mặc dù phải hy sinh một anh golem các bạn. Và cũng có một cái sự thất bại, đó chính là mình chưa thể thanh tẩy được cái con quái vật băng kia nữa. Nhưng mà hôm sau mình vẫn sẽ cố gắng để chúng ta có thể đạt được mục tiêu là thanh tẩy quái vật băng và tìm hiểu cái vương quốc bí ẩn kia ha. À, mà bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lộc nha. Lên shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo trong hành trình From the Fog. Bye bye!